các bé đến với chương trình Sân Chơi Của Bé. Nào, chúng mình nhúng cùng cô. Mình đã nhúng nào. Đến với Sân Chơi Của Bé hôm nay, cô mang tới cho chúng mình một món quà vô cùng đặc biệt. Để biết được món quà đó là gì, chúng mình hãy nhắm mắt lại nào. Trời tối rồi. Đi ngủ nào, chúng mình nhắm mắt nào. Trời sáng rồi. Chúng mình nhìn xem, cô có gì đấy? Cái gì nhỉ? À, đây là chiếc vòng. Chúng mình nói to nào, chiếc vòng. Nói lại cùng cô nào, chiếc vòng. Đúng rồi, chiếc vòng này màu gì? Cô mời Minh Đức này đây cùng cô nào. Minh Đức này đây với cô. Nào, cô xin mời. Rồi. Cô mời con này đây cùng cô nào. Cô đâu, cô đâu? À rồi, bây giờ chúng mình nhìn xem chiếc vòng này màu gì nhỉ? Màu vàng. À đúng rồi, chiếc vòng này màu vàng đấy. Chúng mình có thích chiếc vòng đẹp giống như thế này không? Vậy thì mỗi bạn hãy nhẹ nhàng lấy cho mình một chiếc vòng nào. Nào, nhẹ nhàng, mỗi bạn lấy cho mình một chiếc vòng. Minh Đức nhanh nào, con lấy vòng nào. Nhanh tay nào. Con lại lấy vòng nào, bạn nào lấy vòng được vòng rồi thì đi ra ngoài nào. Rồi. À, con muốn lấy chiếc vòng này á. Rồi, con cầm lấy nào. À, đây, để cô giúp nào. À, rồi, con cầm lấy nào. À, con lấy vòng lên nào. À, con muốn chiếc như thế này á. Được rồi, nào, đây, rồi. Chúng mình lại đây cùng cô nào. Tất cả đứng gần đấy nào. À, còn bạn nào chưa lấy được vòng không nhỉ? À, bạn nào cũng đã có một chiếc vòng thật đẹp rồi. Bây giờ chúng mình cho cô giáo biết này, chương trình Sân Chơi Của Bé đã mang đến cho chúng mình những chiếc vòng màu gì nhỉ? Màu vàng. À, màu vàng này, màu gì nữa? Màu xanh, màu đỏ. À, đúng rồi. Sân Chơi Của Bé mang tới cho chúng mình những chiếc vòng màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Bạn nào có chiếc vòng màu đỏ giơ cao lên cho cô nào. Màu đỏ nhá. Tùng Anh, vòng này của con màu gì, con nhìn xem nào. Màu vàng, vòng của con màu vàng. Cô yêu cầu những bạn có vòng màu đỏ giơ lên, vậy vòng vàng con hạ xuống nhá. Nào, à đúng rồi, của con màu gì? À, màu đỏ con giơ cao lên. Bạn Khánh Huyền, của Khánh Huyền màu gì đây? À, màu vàng, vậy thì con hạ xuống nhá. Chỉ những bạn có vòng màu đỏ giơ cao. Rồi, bạn Phúc vòng màu gì đấy? À, màu đỏ thì Phúc giơ cao lên nào. Chúng mình nhìn xem đây có đúng vòng màu đỏ chưa? À, chúng mình cùng nói to nào. Vòng màu đỏ. Đúng rồi, rất giỏi. Những bạn nào có vòng màu xanh giơ cao lên cho cô. Màu xanh, nhớ là vòng màu xanh. Của An màu gì đây? À, màu đỏ thì con hạ xuống. Chỉ những bạn có vòng màu xanh giơ lên. À, Hân có vòng màu xanh, đúng rồi, Hân giơ cao lên. Minh Đức ơi, vòng của con màu gì? À, màu xanh. Con giơ cao lên nào. Giơ cao lên nhá. Đúng rồi, bạn Quỳnh giơ cao lên. Rồi, bạn Duy nào. Vòng của Duy màu gì? À, màu xanh thì Duy cứ giơ cao lên. Chúng mình nhìn xem đây là vòng màu gì. Vòng màu xanh. Cả lớp mình nói to nào. Vòng màu xanh. Rất giỏi. Những bạn có vòng màu xanh hạ xuống nào. Rồi, bây giờ những bạn nào có vòng màu vàng giơ lên. Nào, vòng màu vàng nhá. Rồi. Cô đang yêu cầu những bạn có vòng màu vàng giơ cao lên. Vậy những bạn nào có vòng màu vàng thì giơ lên. Hân ơi, Hân vòng màu gì đấy? Màu xanh. À, của Hân vòng màu xanh. Vậy Hân hạ vòng xuống nhá. Những bạn có vòng màu vàng nào. Nào, Khánh Huyền, vòng của Khánh Huyền màu gì? Màu vàng, vậy Khánh Huyền giơ cao lên. Rồi, chúng mình nhìn xem vòng màu gì. À, màu vàng. Cả lớp mình cùng nói nào. Vòng màu vàng. Rất giỏi. Với những chiếc vòng này, chúng mình hãy chơi những gì mà mình thích nào. Chúng mình sẽ chơi gì nào? Chơi. À, rồi, chúng mình hãy chơi những gì mà chúng mình thích nào. Rồi. Nào, chơi gì nào? À, bạn Phúc chơi gì đấy? À, bạn Phúc này muốn chơi nắp vòng này. Rồi, thế còn bạn, bạn Thành chơi gì nào? À, Thành cũng chơi nắp vòng, vậy con nắp vòng đi xem nào. Đấy, cô, rồi, giỏi quá. Rồi, bạn Hân chơi gì đấy? Nắp vòng. À, nắp vòng, cô thấy các bạn chơi rất là giỏi. Rồi. Với chiếc vòng này chúng mình chơi có vui không?
Và bây giờ cô lại mang đến cho chúng mình một điều thật là thú vị. Để biết được điều thú vị này là gì, chúng mình hãy đứng rộng ra nào. Hãy đứng rộng vòng ra cho cô nào. Chúng mình đứng rộng rồi nhá. Nào, chúng mình nhìn xem này, với chiếc vòng này cô sẽ mang đến điều thú vị gì nhá. Chú ý nhìn cô này. Cô làm gì đấy? À, cô xoay vòng, chiếc vòng xoay có đẹp không nhỉ? À, và bây giờ chúng mình hãy xoay vòng cùng cô nào. Nào, vừa xoay chúng mình vừa nói xoay vòng nhá. Xoay vòng. Nào, vừa xoay vừa nói nào. Nào, Minh Đức ơi, con xoay vòng nào. À, rồi, con nhặt lên con xoay này nào. Vừa xoay mình vừa nói nào, xoay vòng. Duy ơi, Duy cầm vòng lên. Duy cầm vòng của Duy lên nào. Nào, thế còn, nào, chúng mình xoay nào. Nào, xoay nào, cầm. Vừa xoay vừa nói nhá. Xoay vòng nào. Xoay vòng, đúng rồi. Nào, con này con cầm bấm xoay nào. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi, rất là giỏi. Nào, bây giờ chúng mình này cầm vòng đặt xuống cho cô. Cầm vòng đặt xuống. Đặt xuống nào, đặt xuống. Quỳnh đâu, đặt xuống. Rồi, bạn Minh Đức đặt vòng xuống nào. Nào, bây giờ chúng mình sẽ bước chân vào trong vòng và đi trong vòng nào. Bạn Duy, cô mời Duy bước vào nào. Chúng mình sẽ đi trong vòng và chú ý là khi đi chúng mình phải đi khéo léo để chân không bị tuột ra khỏi vòng nhé. Cô mời Minh Đức nào, Minh Đức bước chân vào vòng. Nào, chuẩn bị. Đi. Đi nào. Nào, đi nào. Minh Đức đi đi con. Đúng rồi. Đi nào, Duy đi nào. Rồi, quay lại, chúng mình quay lại, quay lại nào. Quay lại nào, Minh Đức đi đi con. Minh Đức đi đi. Rồi, Minh Đức đi nào. Đúng rồi, đi nào. À, chúng mình làm lại lần nữa nào. Làm lại lần nữa nào, đi. Đi. Đi nào. Làm lại lần nữa, đi nào. Nào, đi nào, con đi nào. Đi, đi, đi theo vòng. Rồi, quay lại. Quay lại nào, đi quay lại nào. Quay mặt lại. Quay mặt lại, đi nào. Đi nào. Đúng rồi, đi nào. Đi này đó. Nào, con đi nào. Đó, đi nào. Đúng rồi. Con vào phút quay, đi quay lại nào. Quay lại nào. Nào, rồi. Vừa rồi cô thấy chúng mình đi trong vòng rất là dọa rồi. Bây giờ chúng mình hãy ngồi xuống nào. Nhìn cô nào. Ngồi xuống. Cô mời Minh Đức ngồi xuống nào. Đúng rồi, chúng mình nhìn cô nào. Cô làm gì đấy? À, đúng rồi, cô gõ vòng đấy. Chúng mình nghe cô gõ vòng sẽ thấy gì nhỉ? Cô nghe thấy gì không? À, nghe thấy âm thanh đúng không nào? Bây giờ chúng mình hãy gõ vòng cùng cô nào. Gõ mạnh nhá. Minh Đức gõ nào. Rồi, chúng mình cho cô giáo biết nào. Khi chúng mình gõ mạnh thì âm thanh sẽ thế nào nhỉ? À, đúng rồi, khi gõ mạnh chúng mình sẽ nghe thấy âm thanh rất là to. Rồi bây giờ chúng mình sẽ gõ nhẹ nào. Gõ nhẹ nhá. Gõ nhẹ nào. Rồi. Bây giờ bạn nào giỏi cho cô giáo biết khi gõ nhẹ thì âm thanh sẽ thế nào nhỉ? Âm cô xin mời Khánh Huyền. Khi gõ nhẹ thì âm thanh chúng mình nghe sẽ thế nào? À, âm thanh to hay nhỏ nhỉ? À, đúng rồi, khi gõ nhẹ âm thanh sẽ nhỏ. Bây giờ chúng mình chơi lại nhá. Và chúng mình nghe hiệu lệnh của cô này. Khi cô nói âm thanh to thì chúng mình sẽ gõ mạnh hay là gõ nhẹ? À, sẽ gõ mạnh. Còn khi cô nói âm thanh nhỏ thì chúng mình gõ thế nào? À, chúng mình sẽ gõ nhẹ. Các bạn đã chưa? Rồi, bây giờ chú ý nghe này. Chú ý nghe nhá, nghe tinh này. Âm thanh to. Mình biết gõ đi con. Rồi, rất giỏi. Âm thanh nhỏ. Giỏi quá. Cô khen tất cả các bạn nào. Mắt xinh đâu? À, mắt xinh đây. Mắt xinh nhìn tinh xem. Đây là gì nào? Cái gì? Cái này là cái gì? À, đúng rồi. Đây là cái móc. Cái móc này dùng để làm gì? À, để treo vòng. Đúng rồi. Và bây giờ cô cùng các bạn sẽ treo vòng lên móc nào. Nào, chúng mình nhanh tay treo vòng lên nào con. Treo lên con. Đây, con treo lên nào. Rồi, được rồi. Nào, cô mời con này. Được rồi, treo rồi con đi ra nào. Treo lên con. Con nào treo được rồi thì ra nào. Treo lên nào. Rồi, con ra đây, con treo lên đây. À,
Rồi đây con treo lên đây. Đây con treo lên đây. Rồi. Rồi con bạn này. Rồi. Chúng mình nhìn xem những chiếc vòng khi được treo lên có đẹp không nào? À rồi. Bây giờ chúng mình hãy nhìn lên cô nào. Chiếc vòng này có màu gì? À chiếc vòng này màu đỏ, đúng rồi đấy. Chúng mình cùng nói Phúc ngồi đẹp lên nào con. Chúng mình cùng nói vòng màu đỏ nào. Vòng màu đỏ. Vòng màu đỏ. Đúng rồi. Bạn Tùng Anh, cô à cô biết rồi, bạn Tùng Anh đang nói đến cái áo của bạn Tùng Anh cũng có màu đỏ giống như màu của chiếc vòng đúng không nào? À đúng rồi, rất là giỏi. Thế bây giờ à cô thấy bạn Tùng Anh phát hiện rất là giỏi rồi. Bây giờ các bạn nhìn lên đây nào, Phúc nhìn lên cô. Chúng mình nhìn xem chiếc vòng này có dạng hình gì? À, bạn nào biết giơ tay đẹp? Cô xin mời bạn Hân nào. Được rồi, từ từ. Hân cho cô giáo biết chiếc vòng này có dạng hình gì? À, vòng có dạng hình hình tròn, đúng rồi. Cô mời Hân ngồi xuống. Cả lớp mình khen bạn Hân nào. Rồi, lại một câu hỏi nữa, chúng mình chú ý nghe nhé. Chiếc vòng này được làm bằng chất liệu gì? À, không nói neo, không nói neo, bạn nào biết giơ tay đẹp. Cô mời bạn Nam nào. Con thưa cô. Con trả lời. À, chiếc vòng này được làm bằng gì? À, rất là giỏi, một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Khen bạn Nam nào. Bạn nào giỏi nên tìm cho cô chiếc vòng màu xanh nào. Giơ tay đẹp nhá. Cánh tay xinh, cô sẽ mời. Cô xin mời bạn Khánh Huyền nào. Khánh Huyền nên tìm cho cô xem chiếc vòng màu xanh đâu. Đúng chưa hả cả lớp? À chúng mình hãy khen bạn Khánh Huyền nào. Chúng mình nhìn lên đây. Đây là chiếc vòng màu gì? Màu xanh. À đây là chiếc vòng màu xanh. Cả lớp nói cho cô từ vòng màu xanh nào. Vòng màu xanh. Vòng màu xanh. Rất giỏi. Bạn Hân ngồi đẹp nào con. Bạn nào có thể tìm cho cô chiếc vòng màu vàng nào? Ngồi đẹp, ngồi đẹp, giơ tay. Cô mời bạn An nào. An tìm cho cô chiếc vòng màu vàng. Màu vàng nhá. Rồi, cô mời An mang lại đây cho cô nào. Bạn An tìm chiếc vòng này đã đúng màu vàng chưa? Chưa. À, chưa đúng. Bạn nào có thể hỗ trợ bạn An à? Giúp bạn An tìm được chính xác chiếc vòng màu vàng. Ngồi đẹp, giơ tay đẹp. Rồi, cô mời... Cô mời Hân nào. Hân nên tìm cho cô đúng chiếc vòng màu vàng nào. À, hai bạn Hân, cô mời... Rồi, Hân đưa cô nào. À... Bạn Hân này nữa thì nên tìm chiếc vòng màu gì đây? Vàng. Được, cho tự để bạn Hân lấy ra nào. Hân ở đây là chiếc vòng màu gì? Vàng. Trật tự, lớp mình trật tự. Chiếc vòng màu gì hả con? Đỏ. À, bạn Hân nói đây là chiếc vòng màu đỏ. Cả lớp mình nhìn nhá. Đây là chiếc vòng màu xanh. Bạn Hân nói là vòng màu xanh. À, mà cô yêu cầu chúng mình là tìm cho cô chiếc vòng màu vàng. Vậy bạn Hân lấy vòng màu xanh đã đúng chưa? À chưa, cô mời bạn Hân treo lại vòng và treo cũ cho cô nào. Con treo lên móc nào. Rồi, cô xin mời bạn Hân về chó. Bạn An nhìn nào. Vừa rồi, bạn Bảo Hân đã lấy cho cô chiếc vòng này màu vàng. Chúng mình thấy đã đúng chưa? À đúng rồi. Mình khen bạn Bảo Hân nào. Chúng mình nhìn lên đây. Đây là chiếc vòng màu gì? À, màu vàng. Cả lớp mình nói cho cô từ vòng màu vàng nào. Vòng màu vàng. Vòng màu vàng. Rất giỏi. Cô thấy các bạn trả lời rất là tốt và đã tìm được những chiếc vòng rất đúng theo yêu cầu của cô. Cô khen tất cả các con. Và bây giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi. Trò chơi, trò chơi. Trò chơi kéo cưa lừa xẻ. Yeah. Để chơi được trò chơi này, mỗi bạn hãy lấy cho mình một chiếc vòng nào. Nào, chúng mình hãy lấy vòng nào. Nhanh tay, nhanh tay. Minh Đức. Nào, chúng mình lấy ra nào. Lấy xong rồi chúng mình đưa ra đây nào. Rồi, để chơi được trò chơi này, mỗi bạn sẽ tìm cho mình một người bạn nào. Kết đôi, kết đôi. Kết đôi nào. Chúng mình sẽ quay mặt vào nhau và chập vòng lại nào. Nào, quay mặt vào nhau và chập vòng lại. Kết đôi, kết đôi. Nào, chập vòng lại nhá.
Khi chơi, các bạn chú ý là chúng mình sẽ vừa chơi vừa hát theo nhạc bài Đồng Dao, kéo cưa nửa xẻ. Các bạn có chưa nào? Rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Cưa xẻ, ông thợ nào khỏe về ăn cơm mua, ông thợ nào thua về bố tí mẹ. Kéo cưa nửa đất, làm ít ăn nhiều, làm đâu bỏ đây, cho lấy mất cưa, lấy gì mà kéo. Chúng mình hát theo nhạc nha. Kéo cưa nửa xẻ, ông thợ nào khỏe về ăn cơm vua, ông thợ nào thua về bố tí mẹ. Kéo cưa lửa đất, làm ít ăn nhiều, làm đâu bỏ đây, nó lấy mất cưa, lấy gì mà kéo. Rồi, chúng mình đã vừa cùng nhau chơi trò chơi gì? Trò chơi kéo cưa nửa xẻ. Tất cả nhắc lại nào. Trò chơi kéo cưa lừa xẻ. Rất giỏi. Cô thấy chúng mình chơi rất là giỏi. Cô khen tất cả các con. Và bây giờ cô lại có một điều thú vị nữa mang đến cho chúng mình đấy. Chúng mình hãy đứng rộng ra cho cô nào. Nào, đứng thật rộng ra cho cô. Đứng rộng ra, chúng mình đứng rộng ra. Để biết được điều thú vị gì cô sẽ mang đến tiếp cho chúng mình. Chúng mình hãy chú ý nhìn cô nào. Cô làm gì đấy? À, cô lăn vòng đúng không nào? Chúng mình hãy cùng lăn vòng với cô. Vừa lăn chúng mình vừa nói lăn vòng nhá. Nào, lăn nào. Lăn vòng nào. Rồi, nhặt vòng lên. Nhặt lên. Lăn vòng. Lăn nào. Nào, nhặt vòng lên lăn đi con. Nào. Rồi, lăn vòng nào. Cẩn thận không ngã con. Nào, con nhặt lên nào. Chúng mình lăn nào. Minh Đức lăn nào con. Minh Đức lăn vòng nào con. Lăn lại. Rồi. Con nhặt lên và lăn lại nào. Chúng mình lăn nào. Vừa lăn vừa nói lăn vòng nào. Lăn vòng. Phụ. Nào, lăn nào. Lăn chơi lại. Lăn núi lại. Lăn nào. Lăn nào. Rồi. Giỏi quá. Rồi. Chúng mình hãy cầm vòng của mình lên nào. Bây giờ tất cả các bạn hãy cầm vòng lên giống cô nào. Vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau chơi với vòng. Chúng mình đã được chơi rất là nhiều trò chơi, cách chơi hay, hấp dẫn và thú vị. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau làm những bác tài xế lái xe đi dạo xung quanh lớp học của mình nào. Chúng mình cầm vòng lên nào. 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 Po pi po po po. Tôi lái xe ô tô. Nào đi theo cô. Po pi po. Tôi lái xe, có ai đi không nào? Po po po, tôi lái xe ô tô. Po pi po, tôi lái xe, có ai đi không nào? Minh Đức nào, Minh Đức cầm vòng lên lái xe nè, nằm cầm vòng lên nè. Là con cầm vòng lên nè. Tôi lái xe, có ai đi không nào? Nào, cầm vòng đi nào. Minh Đức đi theo cô. Đi. Po pi po, tôi lái xe, có ai đi không nào?